Kính thưa quý vị khán giả, vòng chung kết boxing tranh đai vô địch giường thuốc của nhà đốc Tôi Khỏe sẽ diễn ra trong vài phút nữa thôi. Bây giờ Quỳnh Đông sẽ tranh thủ phỏng vấn ban tổ chức trước đã nha. Dạ kính thưa đốc Tôi Khỏe, vì lý do gì mà đốc Tôi Khỏe lại tổ chức ra giải boxing lần này? Đốc Tôi Khỏe muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn nhỏ trong khu vườn để rèn luyện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đó mà. Theo như Đông biết là khi mình tập boxing sẽ giúp cho mình giải tỏa căng thẳng rất tốt, đúng không Đốc Tôi Khỏe? Đúng vậy đó Quỳnh Đông. Chà, nếu vậy thì Quỳnh Đông phải tập luyện liền môn boxing để giúp cho cơ thể vừa săn chắc nè, và giúp cho đầu óc của mình cũng giải tỏa được hết tất cả các căng thẳng, đúng không Đốc Tôi Khỏe? Ý quên nữa, nãy giờ lo phỏng vấn ban tổ chức mà Quỳnh Đông quên phỏng vấn hai bạn võ sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Tâm trạng của hai bạn như thế nào? Bạn cua xanh và bạn cua đỏ. Dạ, em thấy không ổn lắm. Răng em hơi đau. Ủa, nói vậy rồi em có thi đấu tiếp được không nè? Chắc cua xanh lại nhõng nhẽo đó anh ơi. Chứ có bệnh tật gì đâu. Em sẵn sàng cho trận đấu rồi ạ. Dạ em không sao. Em thi được à? 3 2 1 bắt đầu. Không cần bạn dường tôi đâu, nhào vô đánh đi. Mình đau quá, sao đánh được đây? Đó nè. Cái rừng của tôi. Dừng lại, trận đấu tạm dừng trong giây lát. Cua xanh, em bị làm sao vậy? Em bị đau răng, không đánh được. Đừng có đổ thừa tôi à nha. Ai biết bạn bị đau răng đâu. Ha, đau răng rồi sao thi đấu? Đốc Tôi Khỏe, Đốc Tôi Khỏe có cách nào giúp cu xanh hết bị đau răng không? Quỳnh Đông bình tĩnh đi, đừng có lo quá. Để Đốc Tôi Khỏe gọi Lá Lớp ra giúp cho cu xanh nha. Lá Lớp ơi, ra đây nè con. Lá Lớp xin chào mọi người ạ. Chào em Lá Lớp. Mà Đốc Tôi Khỏe ơi, theo Quỳnh Đông biết là Lá Lốt chỉ trị đau nhức xương khớp thôi mà. Bộ bây giờ Lá Lốt trị được đau răng luôn hả Đốc Tôi Khỏe? Từ xa xưa, Lá Lốt đã góp mặt trong danh sách những vị thuốc có tác dụng giảm đau vô cùng hiệu quả. Do trong lá, thân và rễ có chứa hàm lượng lớn benzin acetat. Đây là chất có tính kháng khuẩn, giúp giảm sưng, tiêu viêm, cải thiện đau nhức hiệu quả. Trong đó có đau răng đó ạ. Vậy mình sẽ sử dụng Lá Lốt như thế nào để trị đau răng vậy Đốc Tôi Khỏe? Rất đơn giản. Chúng ta dùng khoảng 20g lá lốt giã nát cùng với 3g muối. Sau đó hòa cùng với 50ml nước lọc. Dùng nước này để ngậm, chia làm 3 lần trong ngày. Đây, còn có pha sẵn dung dịch. Sẽ cho bạn cua xanh ngậm liền ạ. Nè, bạn cua xanh ngậm như Đốc Tôi Khỏe hướng dẫn đi nha. Mà Đốc Tôi Khỏe ơi, khi mà chúng ta sử dụng Lá Lốt làm bài thuốc á, thì mình có lưu ý điều gì không? Đốc Tôi Khỏe chia sẻ cho mọi người được biết luôn đi. Người bị nhiệt miệng, nóng bức trong người, không nên dùng Lá Lốt để trị đau răng nha. Tốt nhất, chúng ta vẫn nên tham khảo kỹ thông tin trước khi sử dụng Lá Lốt em trong thời gian dài ạ. Hiệu nghiệm quá. Hết đau răng rồi, em có thể tiếp tục cuộc thi boxing với bạn cua đỏ rồi. Cái gì? Boxing hả? Thôi, để lần sau đi. Bây giờ thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Cùng với anh chào tạm biệt quý vị khán giả nè. Và Quỳnh Đông, Đốc Tôi Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người nhớ đón xem tiếp nha.